Hôm nay tôi lại kể tiếp cho các bạn nghe một cái câu chuyện ở trong suối lớn ở vườn xoài. Thì chúng tôi về đó là năm 82, thì chúng tôi về đó thì nói chung là cuộc sống của anh em ở lính ở đó thì nói chung là tươi hơn một tí. Vì lý do là tăng gia, phải trồng rau, rồi đi săn bắn, hắn gọi là hắn hơi tự do hơn tí. Và anh em cải thiện được đồ ăn. Và anh em phải nói là có một cái sức khỏe. Thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà chúng tôi đi mất tay với sư đoàn 4. Thì có một cái sự kiện như là khi chúng tôi nhận súng đạn rồi lương thực linh tinh đi trong vòng 15 ngày vừa truy quét địch và vừa bắt tay với trung đoàn với sư 4. Thì hôm đó chúng tôi có nhiệm vụ là đi theo hướng đường Cú Công, tức là đi thẳng xuống Cú Công, tức là theo cái dãy núi từ Lách vào Bù Sát và truy quét khu vực đó. Thì chúng tôi đi đến ngày thứ năm thì khi chúng tôi bước lên cái dãy núi đó là một rừng thông. Rừng thông rất là nhiều. Đấy. Và chúng tôi đi đến 3-4 ngày vẫn là rừng thông. Thì chúng tôi đi đến ngày thứ năm thì gặp một bầy bò. Một bầy bò đấy tầm khoảng đến 20-30 con. Mà không thấy người. Mà bò đó chúng tôi khẳng định rằng là bò đó là bò của dân, của nhà nuôi, tức là của nhân dân họ nuôi, chứ không phải bò rừng. Không phải bò rừng mà ăn trên một cái thảm cỏ, có phải nó là cỏ không. Mà xung quanh là rừng rậm nhưng mà ở giữa nó có một cái thảm cỏ, tức là phải rộng tầm khoảng cỡ đến 10-15 hecta. Mà nhìn cái thảm cỏ rất là đẹp. Mà không có một cái cây cối trên ngoài cỏ ra. Đẹp lắm. Thì chúng tôi bắt đầu là trèo lên cây, ngóng nhìn và nghe ngóng coi thì nhìn thế nào, thì nghi là có dân. Nhưng mà bọn cách cái thảm cỏ mười mấy hecta cho nên ở xa, chúng tôi phải nói là tương đối xa, phải hàng cây số, tại vì cái thảm cỏ là hình chữ nhật dài. Thì anh bắt đầu tiểu đoàn bố trí là cho từng mũi một lùng sục vùng đó, coi là có cái dấu vết gì không. Thì khi chúng tôi lùng sục được khoảng 2 tiếng thì phát hiện được dấu họ chặt cây mới. Thấy cái cây và những bẻ rồi những cái dấu người ta chặt. Dấu của người đó, người ta chặt cây, dấu mới luôn. Đấy. Thì bọn tôi tiếp tục coi như là đi sâu theo cái men không cái thảm cỏ đó để tìm hiểu. Thì đi vòng tròn thì đi khoảng đến gần một cây số nữa. Đấy, gần cuối cái thảm cỏ đó. Thì phát hiện ở nhà nhưng cái bầy bò là vẫn ăn tự nhiên ở trên cái thảm cỏ đó. Thì tôi phát hiện được nhà thì coi như là trước mắt là phát hiện được khói. Thì chúng tôi áp sát vào dần. Thì đó có khoảng 3 cái nóc nhà. Nhưng mà chừng khoảng lại 4-5 đến gần 10 hộ ở đó. Ở gần với nhau, ở sát sạt với nhau luôn thì tổ chức áp. Tiểu đoàn áp sát vô thì trước khi tiểu đoàn áp sát vô, tiểu đoàn công bố là nếu là dân thì không được bắn. Đấy, không được bắn và cũng không được tiêu diệt họ. Thì chúng tôi quyết định coi như bỏ vào, nhưng mà khi đó thì dân đó thì cũng sợ vì lý do là một, tôi cũng nghi là tốt. Hoặc là dân người ta đói thì mình không làm chuyện đó được. Mà nếu họ chống cự thì mình phải đánh lại. Đấy, chính xác là mình phải chiến đấu lại. Đấy. Thì tôi bò coi như là cách sát vô trong nhà luôn, mà tôi nghe ngóng, mà tôi nằm im nghe ngóng coi tình hình thế nào. Thì số mà người lớn tuổi á, người ta ra rừng người ta kiếm củ quả rồi những cái kiếm cái thứ trên rừng người ta đem về, người ta săn bắn ở trên rừng. Đấy. Còn lại có cả con nít nữa, thì chúng tôi bò sát vào thì hôm đó là tôi cũng liều mạng. Tôi bò vào thì cái nhà họ cũng làm theo kiểu nhà sàn đó, nhưng mà họ làm sàn cao lắm, họ làm phải cỡ 1,5 m có ngang với đầu người mình này. Tôi bò vào thì coi tôi bảo mấy thằng ngoài bày cảnh giới đào vào cho vào coi hình nào. Thì tôi bò vào thì coi như là tôi kến, tôi cứ nhún chân vì tôi hơi thấp, mà tôi nhìn vô thì thấy hai đứa con nít thì một đứa tầm khoảng 3-4 tuổi, với một đứa chừng khoảng nói chung là tính tháng có khi cũng chưa đầy năm, khoảng 7-8 tháng gì đó.
đang nằm đấy. Mà cái trong nhà thì nói chung là hắn cũng sơ sài, không có cái gì cả. Ngoài thì không có cái gì cả. Thì chúng tôi bắt đầu mới lùi ra. Lùi ra thì lúc đó tầm khoảng cỡ đến gần 4 giờ chiều rồi. Gần 4 giờ chiều thì tiểu đoàn bàn là ta cứ im đi. Ta nằm nấu coi tình hình, coi như là có bao nhiêu người về. Tiểu đoàn bàn đó là có bao nhiêu người về, ta sẽ ta bắt sống. Thì tầm khoảng phải đến tối gần tối hẳn thì bắt đầu cái dân nó mới lùa bò về. Họ mới lùa bò về. Họ mới lùa bò về thì thấy họ đi rất chi là tự nhiên, thấy bình thường. Nhưng nói chung xác là ở đó thì không, họ thấy tươi tỉnh và thấy nhanh nhẹn hơn những người bị thất lạc mà không thiếu ăn phù nề. Tức là người ta có thức ăn, người ta có đồ ăn để người ta. Thì chúng tôi đến 5 giờ thì họ đuổi bò về, thì bọn tôi quyết định coi như là xông vô bắt sóc. Xông vô. Xông vô thì hôm hắn có cái dở là không có người phiên dịch. Chỉ có ông lính nói tiếng bập bẹ được câu được câu không. Câu được câu không thôi. Nhưng mà nói chính xác là họ nói thì mình cũng áng mình nghe được. Và mình cũng biết phân biệt. Thì chúng tôi coi như là vào thì dân bắt đầu họ quỳ xuống họ lạy. Ô cha ơi, họ lạy rồi. Nói xì xà thì xô, nhưng bọn tôi nghe là câu được câu không mà. Thế là bắt đầu là tiểu đoàn coi như là quyết định là không bắt họ. Vẫn để nguyên vị trí đó cho họ. Để có họ chỉ tự do họ thoải mái. Cũng không dẫn họ ra. Tại vì lúc đó chúng tôi đang còn thực hành nhiệm vụ. Để phải bắt tay với sư 4. Mà nếu không bắt tay với sư 4 thì chúng tôi cũng mang về đó. Chính xác là chúng tôi đưa dân ra ngoài. Nhưng hôm đó là phải có nhiệm vụ, phải quan trọng nhất, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là phải bắt tay với sư 4. Nó như thế. Thì sang ngày thứ 6 rồi. Sang ngày thứ 6 thì chúng tôi tiếp tục lại hành quân, lại vẫn đi để truy quét tìm địch. Thì chúng tôi lại quay lại cái dãy núi, nhưng mà phía trong là hắn lại dãy cồn cồn, hắn cao cao lên. Thì chúng tôi coi như là tại vì cái tọa độ mà sư 4 với sư chúng tôi á bắt tay á là hắn có chỉ trên bản đồ rồi. Hắn có cắm tọa độ trên bản đồ rồi, bằng giá nào chúng tôi cũng phải đến cái vị trí đó. Thì chúng tôi lại quay ngoắt lại đi thẳng tách về hướng tây của hướng Thái Lan đấy. Tôi đi sâu vào. Đi đến ngày thứ 8 rồi. Thì hôm đó chúng tôi là đến sớm hơn tí. Đến sớm hơn tí thì đến khi đó tầm khoảng cỡ 4:30 5 giờ chiều. 4:30 5 giờ chiều mà chưa thấy sư 4 người ta phát lệnh coi như là bắt tín hiệu. Tại vì thường thường là bắt tay trong rừng là phải có tín hiệu với nhau. Thì chúng tôi đến đó thì bọn tôi mắc võng rồi, bọn tôi bố trí đội hình như là từng phân đội một, từng tiểu đội một, coi như là bố trí coi như là vây lấy tiểu đoàn. Tiểu đoàn nằm ở giữa, các bộ phận trực thuộc nằm ở giữa, còn các đội là phải nằm bốn xung quanh. Thì hôm đó coi như là với sư 4 là vào khoảng chập tối, sư 4 bắt đầu hành quân với đến. Hành quân với đến thì coi như là ở ngoài thì rừng rậm. Thì sư 4 bắt đầu là nghe tiếng động ở bên trong. Mình là cùng chủ quan. Sư 4 họ nổ súng trước. Sau đó là sư 4 họ nổ súng trước. Thì họ nổ súng coi như là bọn tôi ở chợ đang nằm trên võng nghỉ ngơi mà. Lăn xuống võng coi như là ôm gốc cây. Bắt đầu bắn trả. Bắn trả mà coi như là hai bên quần nhau tầm khoảng 30 phút. Quần nhau khoảng 30 phút. Đấy. Nhưng mà ở trong rừng á thì là lúc đó là chưa điểm hỏa hỏa lực. Cũng may là không điểm hỏa hỏa lực. Đấy, không có hỏa lực mà chỉ có AK có tỉa nhau thôi. Nghe tại vì lúc tối thôi mà. Cho nên là cứ dùng AK tỉa nhau thôi. Nghe tiếng đầu nòng chỗ nào là con tỉa chỗ đó. Đấy, cũng may là may chỗ đó. Cho nên là cứ nói thật là coi như bọn tôi cứ chạy vòng quanh coi như là không, tại vì tiểu đoàn là coi như là bên, tại vì khi chúng tôi bố trí vòng tròn đi này, hắn có cái dở là cái bố trí vòng tròn để bảo vệ tiểu đoàn, nhưng mà hắn lại vào hướng đại một với đại ba của chúng tôi. Đấy, cho nên là khi vận động mà mình thường thường gặp địch là bọn tôi bao giờ cũng có một cái mũi án ngữ đứng trước và coi như là bao lại được, coi như là cho hai mũi bao bọc lại để một tụi một đánh cho nó gọn để bọn tôi tiêu diệt, nhằm mục đích để tiêu diệt. Nhưng mà lúc nó tối mất rồi, tối bắt đầu bọn nó quần cho tôi 30 phút đồng hồ luôn. Đấy, cả
cả hai, cả sư bốn, cả tiểu đoàn của tôi coi như quẩn đúng 30 phút mà coi như râm ra hết cả một cái khu vực đó luôn. Khóa lực nó không bắn đâu, thật là gì là hôm đó là không bắn hỏa lực. Đến khổ. Thế thì hôm đó là coi như là tôi bắt đầu vận động. Tôi vận động là tôi vừa áp sát. Đấy. Đại đội tôi bắt đầu là tổ chức vận động. Các bà cho vận động. Đấy. Vận động coi chia từng mũi một. Lao thẳng ra. Thẳng ra thì coi như là tôi vừa vận động chừng khoảng không đầy 30 mét. Coi như tôi cứ lợi dụng cái gốc cây với những cái bụi rậm đó là tôi lần tôi lên. Tôi lên thì coi như là tôi phát hiện được kêu nhau với khách, kêu nhau ban đêm mà khách kêu nhau bằng tiếng Việt Nam mà rõ tiếng Việt Nam luôn, mấy ông Việt Nam mà kêu rõ luôn, kêu rõ được ràng luôn. Bắt đầu là vẫy mũ thì không vẫy được, có thấy gì mà vẫy, mà bắn chi nham thì cũng khó. Tôi với đành liều, tôi nấp một cái cây to lắm, cái cây phải đường kính tầm khoảng đến 6-70 phân. Tôi né, tôi ép cái ngực, bắt đầu tôi ngửa quay cái mặt nghiêng sang bên để tôi la. Tôi bảo có phải sư bốn không, đơn vị nào đó. Thì tôi gọi phải đến cỡ 15 lần bắt đầu thấy người ta trả lời. Bắt đầu họ mới trả lời. Thì cái ông mà trả lời chúng tôi là cách tôi chừng khoảng đến 40 mét. 40 mét gọi là kêu nhau trong rừng luôn, kêu nhau trong rừng. Lúc đó bắt đầu là hú vía hú vồn. Rồi coi như là nói chung là ở bên sư bốn có hai ông bị thương nhẹ. Bị thương nhẹ thôi. Còn chúng tôi là không có ai bị cả. Như đợt đó là coi như là quân ta đánh quân mình, tí thì là coi như là đứt xương luôn. Đến tối là coi như là anh em chúng tôi là bắt tay là bố trí lại từng đơn vị một, ra mỗi anh mỗi hướng để nằm đêm tại đó. Thì nằm đêm tại đó bắt đầu là bố trí mỗi anh mỗi gốc cây, mỗi anh mỗi đại đội, mỗi đại đội bố trí từng hướng một, coi như nằm án ngữ đó ở đêm đó. Thì sáng mai là tiếp tục coi như là lại tiểu đoàn nào về tiểu đoàn đó, rồi anh đi hướng nào thì do các cái bộ phận tiểu đoàn. Sau khi cái vụ đó thì coi như là tiểu đoàn 4 bắt đầu đi theo xéo xuống theo hướng tây, dọc theo cái cảng đi về hướng Cú Công. Còn chúng tôi cũng đi song song nhưng mà tôi lại đi hướng bên đây, cách sư 4 chừng khoảng 6-7 cây số đi thẳng vào. Thì hôm đó chúng tôi đi bằng 15 ngày, cho nên bọn tôi đi đến ngày thứ 12 là bọn tôi hết nhiệm vụ, là bọn tôi phải trở về. Thì ở đó thì nói chung là thứ nhất là hắn cũng không rừng rậm mấy, mà mùa nó là mùa khô rồi, cho nên anh em đi ấy cũng không khổ lắm, cũng không vất vả lắm đâu, cũng phải trèo đèo lội suối rồi, nhưng mà hắn không như mùa mưa ở trong biên giới. Trên đường chúng tôi quay về á, lúc đó thì chúng tôi quay đi sát xuống coi như là mãi đến xuống đến coi như là hắn, nếu là tính bề ngang là coi như là gần đến 20 nhà đó, tức là coi như bề ngang cắt ngang sang núi đó là gần 20 nhà. Thì mấy ông đại đội bảo ở đó rừng rất chỉ là 5 phút. Tại vì cái mùa khô là bắt đầu cháy cỏ. Cháy cỏ mà coi như là anh em chúng tôi đụng liên tục. Ra coi như là mấy ông đại đội bảo là ban với tiểu đoàn là phải coi như là dừng lại. Sáng mai phục kích bắn cái con nai còn hưu chưa được ta về. Y như rằng hôm đó coi như là sáng mai anh em mở mắt ra cho một số anh em phục kích. Phục kích thì coi như là hôm đó là đụng một bầy nai. Nai rừng. Bầy nai đụng bên nai rừng thì có mấy con bé nhỏ nhỏ hắn ăn cùng thì bọn tôi không bắn, nhưng mà bắt đầu là bọn tôi vây lên bọn tôi bắn. Thì đại đội tôi là bắn được 2 con. Là ở ngoài suối lớn đó, thì chúng tôi gài mìn, thì coi như là thú rừng ở ngoài đó phải nói là hắn phong phú lắm, hắn nhiều chưa từng có luôn. Ở cái khu vực vườn xoài với cái khu vực suối lớn ở đó, vùng đó là coi như là gần như hắn hơi im im tiếng sống hay sao ạ, hắn dồn về đó. Có cả bò này, rồi có cả nai này, cả biết là cái con mến con hoảng, bọn tôi con hoảng đó, hắn nhiều chưa từng có luôn. Mà suối lại có cả cá sấu nữa. Đấy, mà tiểu đoàn tôi cũng bắn được 2 con cá sấu, mà chính tay tôi bắn được con 30 kg. Anh em ở cái sư đoàn, anh em ở cái tiểu đoàn 4 tôi đó, thì phải nói là ở đó cải thiện đồ ăn rất chi là tươi và no. Đấy, và thấy khỏe hẳn anh em đấy. Chúng tôi bị lạc á, thì mỗi người mấy hướng. Thì khi chúng tôi bị tập kích á, thì riêng tôi là coi như là đã sang một mình tôi đi một hướng. Nhưng đến khi đó là coi như là toàn bộ coi như là anh em chúng tôi đều mất liên lạc với nhau, không biết tung tích ai cả. Mà bản thân tôi cũng bị lạc 15 ngày, và đến mãi một tháng sau tôi mới quay trở về đơn vị. Thì trước khi tôi trở về đơn vị á, thì tôi không thấy đồng chí nào hết.
Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, mãi đến sau này, tức là mãi đến năm ngoái, tức là năm 2021, thì tôi phát có một người điện lại cho tôi, là tên là anh Dũng, người Cửu Long, coi như đang còn sống. Nhưng mà khi anh bị lạc, anh quay trở về được đơn vị. Anh quay được trở về được đơn vị và anh là sang công binh anh ở. Anh chuyển sang đơn vị công binh anh ở chứ không về tiểu đoàn. Còn các đồng chí đặc công thì theo tôi nghĩ chắc là cũng các đồng chí đặc công về cái kỹ năng sống, về về cái cách học từ giỏi chúng tôi, nó chơi hơn hẳn chúng tôi về cách luồn rừng, về cách cắt rừng, đi rừng, là theo tôi nghĩ là khả năng cũng về cũng được tương đối nhiều. Tại vì trong khi đó là rừng rất rộng, mà địch hắn đánh thì chúng tôi rất chi là nhanh chóng, coi như là ra khỏi cái đội hình để đánh, để bản thân tôi là cũng ra hết và theo tôi nghĩ là sẽ ra hết. Nhưng mà một có khả năng cũng có một vài ba đồng chí hy sinh, đấy, cái đó là có khả năng cũng có. Nhưng mà nói thẳng mà nói là về cái tông tích mà cái những đồng chí nào hy sinh và những đồng chí về được là tôi hoàn toàn không nắm bắt được. Tại Tức vì là ban duy nhất có một người là cũng 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 sống sót trở về, Vâng. đó Không. là đến mãi năm ngoái là với điện lại cho anh, Vâng. tức là với tức là cũng tham gia trong cái trận đó. Vâng. Và Và đồng chí Dũng đó là nói là bây giờ là tôi cũng về được. Tôi cũng về được nhưng mà tôi lại chuyển sang bên công binh để ở rồi của sư đoàn. Đó, như thế. có nghĩa Như là cái câu chuyện đó là khi anh quay về là không thấy còn ai cả, Vâng. mà đến năm ngoái thì anh mới biết được là còn một người sống sót trở về. Thế đó. Vâng. Là cuộc đời lính của tôi nữa trong trục đường năm sáu. Thì hôm nay tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà sư đoàn lính đội tải của sư đoàn 9 bị phục kích ở gần gần đại đội tôi. Thì cái sự kiện đó thì tôi kể như thế này này. Có phải là quân đoàn 4 là có hai sư là tải gạo cho các anh đúng không? Có sư 7 này. Thì À, tôi theo như cũng cái câu chuyện của anh Lê Hiếu anh có viết lại thì là có sư 7 là tải gạo vào cho sư 339 này, và có cả sư 9 là cũng tải gạo cho sư 339. Đấy, cái câu chuyện này thì anh chưa bao giờ anh kể cả. Có lẽ là hôm nay anh biết kể thì cũng xin mời anh kể lại là cái câu chuyện mà tức là gọi là cái sự kiện mà nó xảy ra ở ngay chỗ cái khu vực mà các anh đang chốt ở Đèo Khỉ. Đó, thì nó diễn biến ra cái câu chuyện đó như thế nào thì cũng xin anh là kể lại đầu đuôi chi tiết để cho quý thính giả rõ hơn. Tôi cũng kể cho các bạn một cái sự kiện mà của các đồng chí tải gạo của sư 9 của quân đoàn 4 tải gạo vô cho chúng tôi ở sư đoàn, tức là chúng tôi là sư đoàn 339, và khi đó chúng tôi đang chốt đường và các đồng chí tải gạo vào phía trong biên giới cho trung đoàn 14 và trung đoàn cho các bộ phận phía trong, tức là dòng biên giới. Khi đó chúng tôi được chốt ở mây trên Đèo Khỉ, khu vực Đèo Khỉ. Thì hôm đó thì tôi là đi gọi là đi cải thiện đồ ăn. Đi cải thiện đồ ăn thì đi xuống suối, coi giờ đi mò cua với đó ăn cá. Thì tôi với một đồng chí nữa cùng đơn vị với tôi, đồng chí nữa tôi tên là đồng chí Bằng. Đồng chí Bằng, mà đồng chí Bằng hiện bây giờ là người Hà Nam Ninh, nhưng mà đồng chí nó hiện bây giờ là chị đồng nghe tôi nghe nói là đồng chí chết rồi, bị ung thư chết. Đấy. Thì tôi với đồng chí Bằng là đang mò cua bắt ốc thì nghe tiếng phát nổ ở cách coi như sát đơn vị chúng tôi, mà trong khi đó là coi như là sư 9 người ta đang tải gạo. Phát nổ đó thì coi như là sát với đại đội tôi luôn. Thì tôi mới bắt đầu tôi chạy về đơn vị, tôi chạy thẳng về đơn vị. Đấy, tại vì tôi tưởng là địch tập kích vô đơn vị tôi. Nhưng cái con đường đó thì lại sát với đơn vị tôi, tại vì tôi chốt đường mà, cho nên là khi về đến đơn vị thì bảo là địch tập kích đội tải của sư đoàn 9, đội tải gạo của sư đoàn 9. Thì khi chúng tôi vận động ra thì có một tầm khoảng đến 7-8 đồng chí đang nằm trên mặt đường, cả chết cả bị thương. Đấy, nằm trên mặt đường. Thì cái sự kiện nó như thế này này, mà hắn giật xong mình lại bỏ chạy luôn, Không bán AK. hắn không bắn AK. Đấy, không bắn AK mà chỉ có giật có tiếng nổ không thôi. Cho nên tôi mới nghi ngờ là bị coi như là một là vấp mìn, hai là anh em hắn bị tập kích bắn hỏa lực, thường thường bắn hỏa lực vào là anh tôi thôi. Trên cái đội tải đó có chừng khoảng khoảng đến 40 người. Đấy, khả năng cũng ngót nghét một đại đội như đó. Được băng bó xong rồi là bắt đầu đưa ra ngoài
coi như cả đội táo mới đưa quay trở ra về về trung đoàn. Chạm rất nhiều những cái phi vụ phục kích, tập kích rồi. Thường thường đây chiến tập kích ấy, là hắn, nhưng với cái sự kiện đó là coi như là theo tôi nghĩ là ở gần đại đội chúng tôi quá, cho nên địch hắn vô hắn đánh bất ngờ đó, hắn chủ động hắn rút luôn, không bắn viên AK nào hết, mà anh em của sư 9 là thiệt hại cũng quá nặng, chính xác là thiệt hại quá nặng. Thì tôi cũng nói thật với các bạn là khi đó là tôi đang ở dưới suối, mà lúc đó tôi bắn khoảng 5-6 viên AK rồi. Năm sáu viên AK rồi thì là tôi đi bắn cá. Thì cái tiếng động của cái AK thì anh cũng tương đối lớn đấy, mà theo tôi nghĩ khả năng nếu là được, nếu mà tôi bắn đó thì khả năng là địch sẽ ra luồn của chỗ tôi, nhưng mà hắn lên hắn đi cắt qua đó là hắn phát hiện được đội tải, cho nên hắn nhanh chóng bố trí phục kích. Hôm đó thì tôi với ông Bằng về á, thì nghe tiếng súng bắn như thế thì ông Bằng á với tôi á là về, coi như sau cái vụ đó là tôi bị kỷ luật, coi như là kỷ luật nhẹ, tức là kỷ luật nhưng mà bị nhẹ thì, vì lý do là coi như là vô tổ chức, đi bắn cá. Nên là các đồng chí cũng thông cảm là chúng tôi ở đó là vì thiếu thốn đồ tươi rồi các cái chất tươi ấy, nên là chúng tôi đi bắn AK là để cải thiện đồ ăn đó, thì cũng kiếm mấy con cá thôi. Nên nói tôi phải chịu trách nhiệm mà tôi phải đi ra gác lên mất một tuần, hai anh em coi như là không được ngủ, trời đi gác lên. Đó là cái sự kiện của sư 9 bị phục kích như thế. Thì sau lần bị phục kích đó thì chúng tôi cũng phải rút kinh nghiệm và chia nhỏ các mũi nhỏ đó để coi như là rải rác theo cái mặt đường đó, tại vì lúc đầu chúng tôi nói thật là cũng chủ quan. Tại vì khi chốt đó, là cứ tập trung anh em 3-4 anh em một chốt, mà cũng nói chung là cũng không tán ra các cái đội hình, không tán ra mặt đường đấy, cho nên là anh em bị thiệt hại. Thì chúng tôi cũng phải đi ra ngoài dọc mặt đường đó, là để coi như là vừa phục kích này, để vừa ra mìn này, và liên tục kiểm soát cái mặt đường đó. Vì khi cái mặt đường đó, nói thật với các bạn là cái đường mặt đường nó không phải là mặt đường ô tô chạy, không phải là mặt đường xe cơ giới chạy. Mặt đường đó là để coi như là hắn đường một cái đường nhỏ thôi, hắn như một cái đường nhỏ luồn rách trong rừng thôi, để mà coi như là tải cho anh em đến các cái chốt, cái từng bộ phận một. Mà nhưng mà ở phía trong trung đoàn 14 là cũng phải đi theo con đường đó, lối mòn thôi. Phải theo cái đường lối mòn. Cái năm đó là nói thật là chưa mở đường, mới đến chân đèo khỉ thôi. Mà đại số là đánh vào chốt của tôi là chủ yếu, và con đường nữa cũng phải 3 tháng đó, an toàn. Nói như thế. Thì sau cái vụ đó thì chúng tôi được lệnh là mùa khô năm đó cũng rút ra ngoài. Rô Viêng là trung đoàn bộ nằm đó, là vườn me. Còn chúng tôi vào suối lớn là vườn xoài, chúng tôi gọi là vườn xoài. Ở trong đó có một cái phum. Là một cái vườn xoài. Mà cái vườn xoài đó thì hắn có từ lâu rồi, cái phum hắn có rất lâu rồi. Tại vì những cây cổ thụ, cái xoài đó nó cổ thụ hết rồi. Mà gần như là xoài là chủ yếu. Chúng tôi bắt đầu là tổ chức coi như là cả tiểu đoàn 4 vào trong đó. Thì từ vườn, từ Rô Viêng vào đến vườn xoài khoảng 8 cây số, 7-8 cây số vậy đó. Thì chúng tôi ở khu vực đó, thì đại đội tôi ở bên kia sông, đại đội 2 ở bên kia sông, đại 1 ở bên hướng đường tây trái bên đây sông, còn tiểu đoàn các bộ phận thuộc nằm ở giữa, đại đội 4 nó nằm phía sau. Đấy, nó như thế. Đấy. Thì chúng tôi ở đó thì địch á, thì không biết là chúng tôi mới vào thì không biết sao, nhưng mà bước đầu á là khoảng 2-3 tháng đầu là không thấy địch đánh. Chúng tôi đào công sự rồi bắt đầu làm nhà hầm, chặt cây chặt cối, coi như cứ đào đào sâu một nửa, còn một nửa coi như là làm nhà hầm. Làm nhà hầm thì coi như là lát cây lên trên cao lên khỏi đầu người, bắt đầu đi lấy cái lá, cái vỏ cây, vỏ cây hoặc là những cái lá cây ấy, to như bàn tay này, bắt đầu là gấp đôi lại, buộc kẹp lại làm tranh để lợp lên trên. Chúng nó ở đó là chúng tôi bắt đầu là tổ chức tăng gia. Tổ chức tăng gia thì trước mắt là chúng tôi là phát dọn làm trồng đậu xanh, trồng đậu xanh rồi trồng cà giấy dê rồi trồng rau, tức là làm tăng gia trồng rau luôn, rồi coi như tất cả là coi như mở sân đá bóng đấy, xây dựng nhà kho để tích lũy lương thực rồi gạo thóc đạn dược nữa. Mãi về sau cuộc đời của tôi đến giờ phút giờ tôi vẫn ám ảnh, tôi vẫn còn nhớ mãi.
Thì đây là một cái vụ mà coi như là rất chi là thương tâm. À, sau khi chúng tôi chốt ở Đèo Khỉ thì chúng tôi rút ra từ sư đoàn ra đến 20 nhà chốt, tức là cả tiểu đoàn. Thì chúng tôi chốt ở gần bên bên gần sư đoàn đó, thì đại 1, đại 3 rồi đến đại 2. Thì chúng tôi ở vùng đó là chúng tôi chốt coi như là cách nhau cũng cả tiểu 4 tiểu đoàn, đó là ra rải ra đến 20 nhà. Thì tôi kể thì có một đợt là cái đại đội công binh, cái đội đội công binh cái lúc đó là mùa khô, người ta vào người ta làm cầu làm đường cùng với dân công, người ta ra người ta phát đường hành lang để chuẩn bị cho xe nó vào. Thì hôm chúng tôi đang chốt thì coi như là có một tiếng nổ coi như là vang trời lở óc hết. Thì khi hắn nổ một phát thì coi như là đại đội báo động, thì vận động, thì coi như là chúng tôi vận động đến khu vực đó là coi như là thấy một chiếc xe ô tô. Vận động của chúng tôi á là tầm khoảng gần 4 cây số, khoảng 3 cây rưỡi đó. Tại vì bọn tôi còn phải vượt qua đại đội phải vượt qua đại đội 2. Thì bọn tôi vận động đó, thì cả tiểu đoàn vận động. Thì đến đó thì lần đầu hắn nổ á, thì bọn tôi không biết cách nổ kiểu gì mà nổ kinh khủng luôn. Mà tôi hỏa lực cũng không thể nổ kiểu đó được. Bom cũng không bằng. Là hắn nổ coi như rung chuyển hết cả một khu vực rộng lớn đó. Thì chúng tôi vận động đến thì coi như là thấy coi như là một xe của công binh coi bị phá hủy hoàn toàn. Xác của anh em coi như bay hết lên ngọn cây. Coi như là hắn bay coi như là tứ phía, coi như là quần áo rồi. Coi như lúc đó tôi tưởng tượng là như thịt băm luôn. Hắn như thịt băm, coi như thịt băm luôn. Đấy, coi như là không còn chỗ anh nào, vô anh nào, coi như không còn nguyên vẹn hết. Hắn nát hết. Thì chúng tôi bắt đầu là cho một số ra để cảnh giới và một số anh em thu gom, mà chính tôi là người thu gom. Thì thu gom, chúng tôi thu gom á thì coi như là bọn tôi mới lấy một lấy vải á, tôi mới rải ra. Thì tìm có những cái đầu coi như hắn vỡ nát là cũng 4-5 mảnh, cũng có cái đang nguyên. Thì bọn tôi cứ lựa coi như tôi để cái đầu trước. Để cái đầu trước, nhưng mà lúc đó coi như hắn thâm, hắn coi như ra cái mùi ám khói, coi như không phân biệt ai cả. Cái gì ra là không phân biệt ai cả. Ê, mà không biết anh nào, không biết đồng chí nào cả. Tại vì các đồng chí đó là công binh mà chúng tôi là bộ binh, và chúng tôi đến hỗ trợ thôi. Thì coi như là không nhận mặt ra hết, coi như cái ám khói là xỉ hết, thâm bầm hết rồi. Không nhận ra hết. Thì tôi cứ bọn tôi cứ rải một cái miếng vải, để cứ để một dãy đó. Thì coi như là cái đầu thì để 15 cái đầu. Nhưng mà có những đầu vỡ là bọn tôi cứ lừa bọn tôi áng coi như là bọn tôi xếp vô. Nhưng mà chắc chắn là cũng không trùng hợp mấy đâu. Nó thật mà nói là không thể trùng hợp được. Cái đầu mà đang còn hơi nguyên đó thì còn được. Nhưng những cái mảnh vỡ coi như đầu mà mảnh vỡ coi nó nát là coi như là mình cứ áng mình lắp thôi. Thì chúng tôi mới thu gom toàn bộ coi như là với xếp lại. Coi như là lạc từng mảnh thịt, rồi từng cái xương ống, xương tay, xương chân. Rồi tôi mới lắp, rồi tôi ghép lại. Ghép lại thì coi như là phải tầm khoảng đến 7-8 tiếng. Tất cả coi như là ở trên ngọn cây này. Để cái tinh tinh là bọn tôi phải kêu xuống hết và trèo lên coi như là đưa xuống hết. Hắn nổ tung, tất cả nổ tung tóe hết lên trên ngọn cây, hắn bung lên hết ngọn cây. Chủ yếu lên ngọn cây là nhiều. Tại vì hắn băng, nhất là quần áo coi như gần bay hết, hắn thổi bay hết. Hắn cách xa khoảng đến 50 mét chứ không phải là ít. Có những cái cách xa 50 mét, 30 mét coi như hắn tung hết cả một cái khu vực. Hắn lát kia, nó chết hết. Thì chúng tôi bắt đầu là với lặt phải đến tầm khoảng 8 tiếng. Nhưng mà nói thật với các đồng chí là lặt cũng không hết. Tại vì những cái miếng, những con tay hoặc là nhỏ mùn nó chết tre đó. Chúng tôi lặt cũng không hết. Đấy, lặt không hết được. Mà lặt những cái thứ mà coi như là hắn to như bằng hơn 3 ngón tay hoặc là bằng, hay là những cái ngón tay mà mình thấy ấy, mình lặt được. Chứ còn thịt mà nát như gọi là hắn mùn ra là không thể lặt được. Tại vì dính bè bè hết, nó đỏ lực hết cả một cái khu vực. Đấy. Mà xe coi như hắn cũng đen xì, mà người coi như quần áo coi như là hắn bay mù mịt hết. Thì chúng tôi lặt khoảng tầm 8 tiếng đồng hồ.
8 tiếng đồng hồ luôn, thì đi lặt gọi là tạp tạp ổn. Thì lúc đó thì coi như là bọn tôi để đó, để nguyên xi đó khoảng hơn một tiếng. Hơn một tiếng thì lý báo lại cho coi như là bộ phận công binh ấy. Người ta đến thì người ta nhận dạng, có cái nhận được không? Nhưng mà tôi ở đó tôi chính xác là tôi được biết là họ đến họ lắc đầu hết. Tại vì không anh nào giống anh nào mà không thể nhận dạng được nữa. Thì bắt đầu người ta tổ chức người ta gói lại. Từ miếng vải người ta gói lại. Rồi bắt đầu người ta đem đi chôn. Người ta chở ra phía ngoài sư đoàn ngoài lách. Đấy. Mà trong khi đó là coi như là nói thật, chúng tôi ở đó là ở đó là cách đó khoảng gần 4 cây số. Kia là các đồng chí ở bên cạnh, mà coi như chúng tôi cứ mỗi lần thông đường qua đó, mỗi lần thông đường qua đó tầm khoảng một nửa tháng đã còn mùi. Đi thông đường đó. À, chúng tôi bắt đầu thông đường còn nửa tháng vẫn đang còn mùi, mà cứ anh nào cái đến đó thì bắt đầu nổi gai hốc, mà coi như là anh nào cũng phải coi như là ớn luôn. Đến như tôi thì tôi nói thật là tôi cũng vào cái dạng coi như là cũng cứng hết, nhưng mà nói chung đến giờ phút chờ đến ngày hôm nay tôi vẫn cứ ám ảnh mãi. Ám ảnh mãi vì cái vụ việc mà coi như xe công binh nó nổ mà anh em mình hy sinh, và rất chi là thảm khốc, quá thảm khốc đi. Đấy, bạn là cái nguyên nhân nổ thì nói chung là tôi cũng được biết một sơ sơ thôi chứ cũng không biết được kỹ lắm. Cái nguyên nhân nổ đó là coi như là xe của công binh ở trong sư đoàn đi ra chở một số thuốc nổ và cùng anh em mà đang đi thực hiện, đang đi làm nhiệm vụ. Đấy, đang làm nhiệm vụ thì ra đó là bắp mìn. Bắp mìn thì trên xe là có khoảng hơn một tạ thuốc nổ, tức là thuốc mìn để anh em đánh làm đường. Thì coi như là hắn kích hoạt đủ, cho nên hắn làm cho coi như là cái xe tan tành và anh em coi như không nát đát hết. Đấy, chứ không phải mình có mìn nổ. Còn cái đường ở trong đó thì nói thật với các bạn này, những người lái xe hoặc là những người vận tải hoặc là chúng tôi nữa, thì nếu là lên xe thường thường là dùng những cái thứ ví dụ như gạo ở để dưới, tức là để một lớp gạo bên dưới. Nếu có nổ, thứ nhất là hắn nặng, cái thứ hai là hắn đỡ sát thương. Đấy, thì anh em đỡ, chỉ có hất ra thôi. Thì hắn ra được cả người luôn. Hắn hất ra, anh em bị sức ép hoặc bị thương, chủ yếu là bị sức ép. Mà cái mảnh hắn không bị đỡ hắn sát thương. Nhưng mà đó thì nói chung các đồng chí công binh là chở bằng thuốc nổ. Mà thường thường xe vận tải thì xe tải ấy, có xe người ta mới dùng gạo người ta lót cái đó. Đấy, rồi xong rồi bắt đầu hết đợt người ta lại bỏ lại, người ta dồn lại một xe chở lính thôi. Thì chúng tôi ở đó một thời gian dài chốt đường ở đó. Thì nói thật với các bạn là cái vụ đó thì tất cả anh em chúng tôi là rất chi là thấy coi như là cực kỳ thương tâm. Và đến giờ phút chờ thì đến ngày hôm nay, đến giờ ngày hôm nay này, tức là tôi trở về quê hương hơn 40 năm nhưng mà vẫn cứ ám ảnh chúng tôi. Tại vì anh quá đau xót, quá thương vong, quá lớn đối với anh em chúng tôi. Thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện cũng ở trục đường đó. Cái trục đường đây là cái câu chuyện cá nhân tôi thôi. Tại vì tôi ở đó thì tôi chốt ở dọc tuyến đường đó thì nói thật với các bạn là cái năm đó là cái năm mà địch chân gài mình giết đầu tiên cái quãng đường đó, mà ở cách sư đoàn khoảng 4 cây số. Mà cái đường dốc nó còn nhớ hơi cua một tí mà coi như là hắn màu đất sắt, đất hơi đỏ đỏ, đất gần gà. Thì cái đại một đó thì cái đại một chúng tôi á, là ra đó thì coi như đại đội một là cái đại đội của ông Trấn. Đấy, thì ra đó là lần đầu tiên dính mìn giết với cái đoạn đường đó. Thì dính như này này, coi như là chúng tôi lần đầu ra thì coi như là cùng có cả máy nữa, có cả máy giả. Nhưng mà các hàng ví dụ như K58 hoặc là B2 hoặc là các loại mìn khác á, hay chống tăng là mình giả được. Nhưng riêng mình giết là máy không bắt được. Máy không bắt được. Thì coi như là cái đợt đó là một đại đội chúng tôi là đại đội 1 bị 5 người một lúc. Coi như là tôi nghe nổ, coi như là tôi vận động lên đó, thì coi như là toàn bộ anh em nằm hết trên mặt đường. Nằm hết trên mặt đường. Mà những người coi như là nhảy gốc cây cũng dính luôn. Mà chỉ có mỗi bị mình zip không, mình đó là mình zip. Đấy.
mà cái tuyến đường đó hiện cái tuyến đường đó là địch chân cài đầu tiên cái khu vực chúng tôi đầu tiên đấy, mà cái năm 81 đó cài đầu tiên luôn, cho nên cái đại một của cái tiểu đoàn 4 tôi là dính đầu tiên luôn đấy, dính 5 người bị nằm trên mặt đường luôn, mà đúng mắt thấy tao nghe đàng hoàng thực tế luôn ạ. Anh em chúng tôi bị thì bắt đầu với làm rút kinh nghiệm, tìm ra cách rà mìn. Thì chúng tôi rà kiểu này này, chúng tôi rà theo kiểu là coi như bọn tôi dùng chổi thì quét đi quét lại, cái dùng cái chổi coi như là bóc bớt lá đi, quét cho thằng mạnh tay một tí, cứ quét đi quét lại này. Đây, quét mà tôi nói là hắn gài, tôi nói tưởng tượng là hắn gài cứ khoảng cỡ có chỗ 50 phân quả, có chỗ mét quả, có cái gần dày đặc cái mặt đường cả một cái vùng, cả cái bề dài phải tầm gần một cây số, hắn dài dày đặc luôn, cả thí điểm sao mà có thể dày đặc cả cái khu vực luôn. Đấy, cái máy không ra được, đưa máy vô là không thấy réo, không thấy có tín hiệu gì hết. Bây giờ tôi phải dùng chổi mà tôi quét, mà bọn tôi là tự sáng chế đó thôi, thì xác là hiệu quả là coi như quét là hắn lốc. Nhưng mà lần lốc ra đó là thì là bắt đầu với lấy tay lừa xốc xuống dưới. Thì chúng tôi nhìn vô thì không biết cách gỡ kiểu gì hết, không biết cách gỡ gì hết, tại vì khi quả mìn phần trên của cái quả mìn díp á, hắn những cái phễu, hắn những cái phễu hắn lồi lên, hắn lồi mà khi mình giảm đủ cái trọng lượng của hắn, bao hắn lại mổ xuống, hắn quay ngặt lại, hắn như một cái phễu, hắn lại bài xuống, hắn vô cái nổ ngoài nổ của hắn, cho nên toàn bộ bằng nhựa hết, mà hắn to bằng cái gọi là cái chắn nhỏ ăn cơm khoảng tầm này. Đấy, phía trên nó đỉnh phễu mặt cao bằng đấy. Còn cái mìn đó là cái miếng mìn hắn nổ coi như là anh dẫm chân nào là bị chân đó. Ví dụ như bị gót này là bay gót luôn, bị bàn chân là bay bàn chân, nhưng mà không bị tợn. Tức là quả nào mà ví dụ anh dẫm chính diện thì hắn tước thịt lên, nhưng mà dẫm vào đầu ngón chân thì hắn chỉ có cột của mình mấy bàn chân thôi, mà dẫm vào gót thì cột của mình gót thôi, nhưng mà dẫm vào giữa chính diện là hắn tước thịt đến đây, đến bắp đùi luôn. Đấy, thì tức là khi bị mình díp là cột chỉ có đến từ đầu gối trở xuống thôi, ông chỉ hiểu chưa ạ? Đấy, cho nên cái mình díp mà thế, tức là nhằm mục đích cho mình bị thương là chủ yếu thôi, chứ không chết. Sau này chúng tôi đi xử lý bằng cách là lấy chổi quét. Thì chúng tôi lấy chổi quét thì coi như là nguyên một cái tuyến đường đó phải hôm đó gỡ phải cỡ đến hàng trăm quả, đó là chưa tính các gốc cây hết cả, phải đến hàng trăm quả. Thì lần đầu chúng tôi cũng bỡ ngỡ, nó chính xác là bỡ ngỡ, cũng sợ. Sợ thì coi như là mấy anh em là thử, mà tôi thử. Thế xong này á, tôi mới phát hiện ra là chỉ có vặn, vặn được. Hắn có một cái ram vặn là vặn, cứ đưa tấm nhẹ nhàng vặn ra. Đây là bọn tôi xử lý được kiểu đó. Nhưng đến sau có mấy ông đó là ông thử, thử một cái là một là ông vác, ông ném vô cây. Thì từ đó cho đi thì đối với cái mìn díp của chúng tôi là tôi thấy lại đơn giản. Nhưng cái mìn díp hắn lại cũng rất nguy hiểm. Hắn nguy hiểm với lý do là coi như là hắn gài mìn hoặc thuốc nổ. Mìn chống tăng á, hoặc thuốc nổ, tức là hắn đặt khoảng 15 đến 10 cân thuốc nổ xuống dưới. Tức là hắn đào hốc ra, hắn đặt đến 5 đến 10 cân thuốc nổ, coi là tên tay hắn bỏ xuống dưới. Hắn đặt có mình dít lên để làm mồi, để đánh xe, đánh xe tải, hoặc là đánh kể cả lính mình chứ. Không may coi như là giảm phải á, thì coi là cũng tan thác luôn. Tại vì cái mình dít thì khoảng cỡ 3 cân trở lên thôi. Từ 5 đến 3 cân là giảm xuống là hắn đủ trọng lượng của hắn là hắn phát nổ ngay. Đấy. Cho nên là hắn lại dùng cái mìn díp đó lại mồi thuốc nổ để đánh xe của mình. Mà cái hôm đó thì nó chính xác là ở chỗ đó chúng tôi là có một cái xe gọi là cái xe máy hút. Xe máy hút. Thì thấy nổ đó coi như là đâm ra coi như là đi dùng máy gạt. Thì 3 ngày sau gạt thì có hiệu quả. Như đến ngày thứ tư nữa thì hắn dùng cái thuốc đó, hắn mồi, dùng thuốc đó hắn mồi, bắt đầu hắn phát nổ, cái xe hắn coi như bay luôn cả cái bàn trước, xe bay luôn cái bàn trước, tại vì đi hắn bay ủi cái dập đó, là hắn chưa lên khỏi bắt đầu hắn dập bay luôn cái bàn trước luôn, coi như làm xếp chó luôn, là có mỗi cái máy đó thôi, coi như là cả tuyến đường tôi thấy chỉ có mỗi cái máy đó thôi, coi như hắn đánh nổ luôn, bay luôn cả cái bàn luôn. Cho nên là địch á, thì hắn nói chung là mình cũng có bèo nhưng địch hắn cũng lắm kiểu lắm. Lắm kiểu lắm. Cho nên là chúng tôi ở đó là hắn cũng muôn vàn lắm.
nó thật là muôn vàn cái kiểu hình thức mà coi như là địch với ta là cứ lừa lẫn nhau, ta cũng lừa mà địch cũng lừa, nhưng mà thằng địch nói chính xác là nó lừa mình nhiều hơn. Nó thật mà nói là địch nó lừa mình nhiều hơn, tại vì hắn ở đó mà lính mình là lính coi như là ở đâu đâu đến, cho nên là chỉ có bám với rừng bám với núi thôi, chứ còn thực tế mà nói là đó lắm mẹo lắm, để nghĩ cách để chơi mình. Tôi có thằng bạn, thằng gọi là thằng lính của tôi, thằng tên là Dũng mà tôi hay nói tên lắm, tại vì hắn là gọi là hắn tôi cấp trung đội, nhưng mà hắn anh em tôi là coi như anh em ruột đó. Tôi coi như liên lạc luôn đó, ăn cơm rồi rửa hắn cũng rửa bát cho tôi, thậm chí đi tắm là anh thấy coi như là nói, tại vì hắn ít tuổi nhiều, đi tôi từ 2-3 tuổi thế, thì hắn cũng đi viện, hắn vào viện đó, hắn nằm thì coi như là hắn đi gặp cái ông Thủy Hương cùng thôn này. Ông Thủy Hương giờ đang sống cùng thôn này. À, ông bảo ông Thủy Hương ngồi nói chuyện, ông mới nói là tại vì tôi với hắn toàn tâm sự mà, tôi ở thôn nào rồi ở nông cống ở tỉnh nào là hắn nhớ lúc đầu, thì hắn mới bảo là ở chỗ em cũng với đại đội em cũng có tên Đăng Sơn, mà nói rõ luôn bố anh là con nhà bà Lâm. Đấy, thằng Thủy bố biết đúng rồi. Đúng rồi, thì bắt đầu hắn về tiểu đoàn, là có đợt đi ra sư đoàn lấy hàng nhu phẩm á, thế ra tôi xem tôi thăm, coi như là anh em ở trong đó là lâu lâu mà có gặp đồng hương khoái lắm, thích bằng giá nào cũng phải đến thăm tí, hỏi thăm coi như là bố mẹ nàng, tại vì ông Thủy Hương là ông đi sau tôi, cho nên mình bằng giá nào mới từ chỗ tôi đóng quân ra đến sư đoàn ra chỗ ông ở đó thì tầm khoảng 7 cây số thôi. Tôi quyết định tôi ra tôi vừa lấy hàng hóa mà vừa coi như là gặp cái thằng Sơn đội phẫu kiếm ít thịt hộp, đi xin ít thịt hộp. Thì ra coi như là tôi mới nằm vô đứng ở giữa bệnh viện luôn, tôi gọi mà đến phải nói là cái mồm tôi cũng to lắm, mà tôi gọi coi như cả cái bệnh viện gà như thế, mà ông cách giường có cách tôi cách có 3 giường mà ông cũng đích thừa, không biết ông lồm cồm bò dậy đối ông là ai, thì tôi mới bảo là ông có phải ông Thủy không. Ông phải ông Thủy không? Nhưng mà đúng, tôi là Thủy. Thì tại vì khi ông Thủy ở về biết được thôi, nhưng mà nói chính xác là khi tôi đi là ông Thủy thì ông lại không biết tôi. Nói chính xác là không biết, mà biết bố mẹ anh em là tôi. Thì tôi mới hỏi thăm gia đình, thì ông bảo khi tao đi thì ông nói chuyện là coi khi đó ông Thủy là ông đi năm 1979 Thủy ạ. Thì ông lại đi sau tới năm, cho nên ông không hoàn toàn không biết tôi. Thì anh em ngồi đây chuyện, anh nhận anh em đồng hương thì tôi nói thật với các bạn là bọn tôi là lính chốt đường, đúng là giống kiểu coi như là thức ăn thì không có, đi lấy toàn cá khô mắm bò mắm cục không thôi, nhưng mà đúng là trong cái gầm của ông Thủy lính, ông đó là lính xe tăng, lính xe tải, xe tăng xe có pháo, mùa mưa đó là ông bắt đầu không ra được, ông nằm đó. Nhưng mà lúc đó coi như là ông nằm nói thì coi như là tôi thấy coi như là nào là thuốc, nào là thịt gà này, nào là có đủ thứ ở trong cái gầm xe đó, là mà đúng là tôi thấy tôi thèm thật. Tôi tưởng tượng là phải nói là các ông nó ăn khỏe sướng hơn cả cái cấp tiểu đoàn trung đoàn của bọn tôi này. Đấy, toàn đồ tươi đồ ngon không thôi. Đấy, cái cá mà cái loại cá chuối to đó là coi như là người ta lột ra dại đi này, tôi thấy từng miếng một như bàn tay này, khô mà nhìn nó sạch sẽ, đóng thứ bóng ngoài để này. Có xếp như thế. Trong xe đó. Trong xe đó. Còn gà nó để dưới gầm xe là coi như là một lồng gà đúng 10-15 con. Đấy. Ăn như thế là vua luôn. Bọn tôi như vua luôn. Nhưng mà nói thật mà nói là cái cỡ như bọn tôi không tính đến. Đó. Cấp trung đoàn cũng ăn được như cái bọn lính coi như là lính tải đó. Sướng cỡ đó luôn. Đấy. Lính kéo pháo. Thế là xe, các đội xe của ông nó là kéo pháo của quân đoàn vào. Nhưng mà mưa không ra được. Đợi cho cổ ráo rồi, đợi mở đường, bọn tôi ra chốt đường rồi mới ra được. Thì coi như là tôi cũng cứ thiết nghĩ rằng coi như là đúng là tôi nghĩ là chúng tôi coi như là khổ chứ từng thấy luôn, mất thiệt thòi, không biết từng từ mô mà tả nổi nữa. So với mấy cái ông ở đây, bọn tôi gọi là vua luôn. Thật tức gọi là vua luôn đấy chứ không phải thường. So với mấy ông thế bắt đầu là coi như anh em hỏi han thì nói thật mà lúc đó là ông cho tôi 2 bịch cá khô. 2 bịch cá khô thì mỗi bịch 5 miếng cái loại cá lóc á, nó xẻ ra rồi nó phơi khô đến từng miếng miếng dài đến theo con cá cho tôi mấy bịch, rồi mới xa xuống cái phố Ông Sơn
Đối với ông Sơn đó coi như là hắn cũng hứa rồi, hắn bảo khi mua mà cứ mì ra là tao chịu khó, tao ăn, tao bớt rồi tao ăn cắp cho mấy ít hộp nữa, sau là tao tội rồi tao chịu. Sơn rồi, đấy, hắn thương tao lắm. Rồi bắt đầu là lừa lừa lại lấy, rồi bắt đầu là lừa lừa lại đem về. Chứ còn thực tế mà nói cái hàng mà tôi nhận được đó, là không có những thứ đó, thịt hộp. Rồi bắt đầu mới nhận cái mắm mà coi như đóng thành bánh bánh một cục một cân một trên này, hắn bận lắm. Đấy, vì cái củ cải muối ấy, củ cải họ phơi khô rồi muối ướp nó ăn những thứ đó. Rồi còn thịt hộp đó về là coi như là thịt hộp đó về là coi như là phải để rảnh để chia ra mà nấu. À, có thịt hộp cái loại bốn lạng là to to cái hộp bằng đấy này, thì đam cái thịt hộp là cái thịt đó là quý nhất. À, về là coi như phải chia ra để mà nấu, còn là phải ăn những thứ đó. Đó là lấy bọn tôi đó. Như là đến bắt đầu mùa khô thì cũng cái lúc từ chúng tôi gặp anh Thủy cho đến khi mà anh Thủy ra được đó thì chỉ có đầy 20 ngày nữa là bắt đầu mùa khô hẳn. Mùa khô hẳn thì Thủy mới ra thì tôi chốt đang chốt bên ngoài mà. À, thì khi đoàn xe ra, đoàn xe kéo pháo mà người ta ra đó là phải điện cho hết toàn bộ các cái đại đội chốt là xe của mình bắt đầu rút ra. À, tại vì nằm kẹt trong đó mà mấy tháng trời thì bắt đầu rút ra phải bảo vệ cho anh cẩn thận, tức là phải ra rồi chốt rồi đi, phải nói là bọn tôi phải kỹ lưỡng luôn cái mặt đường đó, tại vì chỉ cần sơ suất tí là coi nhắn nổ mất, tại vì toàn xe có pháo xe xích á, xe có pháo không, nên là mình phải bảo vệ. Thì tôi biết chắc là ông Thủy sẽ ra. Tôi biết chắc là Thủy sẽ ra. Tôi nói là xe đầu tiên ra là coi như là tôi cũng ra, tôi chặn, tôi hỏi có ông Thủy nữa không. Đấy, tại vì có ông Thủy mỗi xe ông Thủy đi thứ ba. Tôi bắt đầu tôi đeo là sao lắm sao ba, tôi đưa ra tôi rút ra súng rồi tôi bắn một băng. Tôi bắn một băng rồi là xe em dừng lại, em rút khoảng cái đẩy lên xuống, nhảy xuống rồi là Thủy nhảy xuống. Thủy bảo tao về đây, tao về nó quanh đây, mày có gửi cho mẹ mày cái gì không? Mày tao nói thật, mày tao chả có cái gì cả ngoài súng đạn thôi. Tao chỉ gửi bằng lời thôi, nếu mày về trước là biểu tao đang còn sống. Cứ nói nữa thôi, tao đang còn sống, mà bảo là biểu cháu gặp thằng Sơn đang sống, con rứa rồi, còn tao chả có cái gì mà gửi cả. Rồi xe coi như chạy mất, mình đứng từng đứng nhìn theo đi. Cái Tết 22 tháng 12 của chúng tôi ấy, thì nói đúng là mà nói là khi chúng tôi ở trong chiến trường, ở chỗ trong biên giới ấy, thậm chí có những năm chúng tôi không nhớ nữa. Và có những năm nhớ thì 22 tháng 12 thì ở cấp trên người ta, ở phía trên ở cấp sư đoàn cũng trở vào rồi phát quà cho anh em. Cũng có quà, nói chính xác là cũng có quà. Rồi bánh chưng thì không có mà, rồi chỉ có thuốc, rồi bánh kẹo. Thì cái năm đó, thì cái năm 82 là chúng tôi ở vườn xoài ở trong Suối Lớn, cách vườn me 8 cây số. Thì năm đó chúng tôi được ăn Tết 22 tháng 12. Thì hôm là năm 82 thì tôi thấy được một năm, được một năm. Thì hôm nay là cũng nhân ngày 22 tháng 12, tôi xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và bình an. Chuyện mà cuộc đời lính của tôi ở trục đường 56, thì khi chúng tôi chốt ở từ chân đèo Khỉ ra đến 20 nhà thì chúng tôi bắt đầu là có lệnh rút quân ra Suối Lớn, mà còn lính chúng tôi còn gọi là vườn xoài hoặc là suối đá, đó là tên của lính chúng tôi đặt. Còn cái phum sóc đó thì chúng tôi cũng không được biết đâu, là người Campuchia người ta gọi gì tôi không biết. Có nghĩa là cứ thấy xoài nhiều, xoài là đặt là vườn xoài. Và thấy xoài nhiều là mà xoài rất chi là. Thì chúng tôi ra Suối Lớn và ra vườn xoài thì nhằm mục đích là giữ hướng đường vườn me, tức là trục dọc theo trục đường 56, nhưng mà ở hướng chúng tôi gọi là cái dãy núi chạy dài từ Lách vào đến biên giới. Tôi cũng không hiểu rõ cái dãy núi đó tên gì, tôi cũng không hiểu nữa, không biết được. Thì chúng tôi có nhiệm vụ ở đó là thứ nhất là vào đến cái vườn xoài đó, là bắt đầu là triển khai đội hình, bố trí công sự và bắt đầu thứ nhất là huấn luyện. Đấy, nhưng là chúng tôi huấn luyện thêm được một tháng và nhập tân binh vào. Thì đợt đó chúng tôi nhập tân binh An Giang.
Thì tôi kể cho một cái chuyện mà anh em tân binh. Anh em tân binh thì đây là tôi kể câu chuyện đây thì hắn cũng tế nhị thôi. Đối với anh em người lính chúng tôi. Nhưng bước đầu thì đối với những người tân binh là cũng có một sự hốt hoảng á. Thì hôm đó chúng tôi nhận là một số anh em An Giang và Tiền Giang huấn luyện vào. Vào thì đợt đó là trung đội của tôi 7 anh, tổng thể là 7 anh. Thì về tiểu đoàn và đại đội coi như là cho anh em cắt tóc. Này, cho anh em cắt tóc coi như là gọn gàng, sạch sẽ. Thì chiều hôm đó thì mấy anh em tập trung để cắt tóc thì tôi đi hội báo ở dưới đại đội. Đi hội báo với đại đội thì chiều hôm đó lúc tầm khoảng cỡ 5:30 địch bắt đầu tập kích vào. Địch trên ba đoàn nó tập kích vào. Thì hắn cũng như thường ngày thôi, khoảng 2-3 ngày nó tập kích lần. Thì cái chốt của tôi là chốt của đại đội 3, là tôi là trung đội 3, của chốt đại đội 3 là nằm bên kia sông. Mà tôi đi hội báo là hôm đó là tôi trực ban đại đội. Thì tôi có nhiệm vụ là đi hội báo, coi như đi nhận nhiệm vụ bên tiểu đoàn về để thông báo cho anh em đại đội. Thì tôi vừa hội báo xong thì nói thật là tôi định ra tôi đá bóng ở sân tiểu đoàn để chân tập kích. Đi tập kích thì coi như là tôi bắt đầu tôi chạy về. Chạy về thì coi như là mấy anh em coi như là cũng ra hết thông hào. Thì địch hôm đó bắn tầm khoảng đến 7-8 quả B-10. Thì anh em mới chui thông hào. Thì cái tốp lính mới, lính cũ thì người ta chạy mỗi người mỗi hướng. Người ta ra cầm súng người ta đánh. Thì hôm đó thì các đồng chí đó thì cũng được phát súng rồi, phát đạn rồi. Nhưng mà nó chính xác là cũng chưa phổ biến mấy về cái tình hình địch ở vùng đó. Cho nên khi các anh, khi các đồng chí đó vào là coi như là giật mình, coi như là lao hết vào thông sự, công sự. Lao công sự thì cái công sự của chúng tôi là hắn liên kết từ công sự này sang công sự khác. Từ nhà này hắn chuyên sang sàn nhà khác hết. Coi như là chúng tôi khi đó làm công sự và thông hào rất chi là kiên cố. Thì mấy ông nó cách công sự, cách cái nhà chúng tôi ở tầm khoảng đến 6-70 mét. Mấy ông đó chui hết một cái hầm giữa rét. Chui hết một cái hầm giữa rét mà khi tôi chạy về coi như là địch cũng bắt đầu rút. Hắn rút thì coi như là khi tôi chạy lên coi như là mấy ông lính cũ, lính coi là ở đó thì bảo là mấy ông tân binh đi đâu hết ạ. Mất tích. Mất tích. Thông báo là mất tích. Tôi quý hốt quá, tôi quý bắt đầu là tôi vào thì coi như là thấy coi như là súng người ta còn nguyên. Mà không biết các ông chạy đi đâu. Sợ các ông là chạy vô lên rừng nghe địch bắn, hoặc là ông chạy lùi phía sau, ông xuống bờ sông ông trốn. Ông xuống bờ sông ông trốn thì coi như là tôi tìm tôi la. Tôi tìm tôi la thì coi như là tôi bảo là mấy thằng bay là chạy lên cho các thông hào, còn mấy ông có chui xuống thông hào không? Anh bảo em chạy đi lướt qua các thông hào, khi đánh nhau thì cứ chạy lướt trên bên trên, ông đi xuống dưới thông hào không phát hiện được. Bảy thằng chui với cái hầm đó, mà cái hầm đó là hầm chỉ rét. Hầm chữ rét thì cái bề phía hắn hình chữ rét thế này đấy, thì ở giữa bề ngang, bề ngang của cái gọi là cái bề giữa của cái hầm chữ rét là thì khoảng cỡ 70-80 phân thôi. Thì cái thông hào phía sau thì có những cái thông hào liên kết với cái hầm chữ rét đó đấy, nó như thế. Thì tôi mới bắt đầu là tôi đi tìm những cái hầm chữ rét đó. Hầm chữ rét thì tôi thấy 7 ông đang nằm trong cái hầm chữ rét đó, mà khi đó là khoảng gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Tại vì chúng tôi tìm khắp không thấy, mà không thấy ông chui ra, mà không thấy ông la rồi. Gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì vậy là tôi với la thì trong tay tôi cầm một khẩu súng. Tại vì khi đó tôi làm, tôi giữ M79. Tôi về tôi xách điện khẩu M79. Thì bắt đầu là tôi với vào thì coi như là tôi lấy chân tôi đá, tôi gãy cho anh quay lại, cũng cứ nằm im, ôm với nhau nằm im. Ôm với nhau nằm im. Không cựa quậy chết mà cũng không nói ra, mà không ngoái ra nữa. Tôi vì rốt, tôi coi như là tôi tăng, tôi coi như cái thằng ngồi quầy cổng, hắn trọng đít lên, tôi tống cho khoảng 3 phát một đít. Tôi mới gắt lên, tôi chửi. Tôi gắt lên, tôi chửi thì bắt đầu tôi mới lôi ra từng anh một. Là nói đúng chính xác là khi đó lôi ra mới thấy khắp cảnh. Anh em là coi như là, nói thật với các bạn là có đúng có thằng đại, có anh, có ông đái là quần luôn. Đái là quần luôn, và coi như là nhìn hắn đúng hắn phở phạc, mặt ông mù nó tái xanh tái bét hết.
tay xanh tay bét hết thì bắt đầu là tôi mới lên báo cáo lại với đại đội. Thì đại đội mới lên một kế hoạch. Đại đội mới lên kế hoạch thì bây giờ là bằng cách là cho các anh ấy dặn dày và quen với tiếng súng tiếng đạn. Ừ. Thì bố trí cho mỗi ông là coi như là đi ra khỏi vọng gác. Lần đầu thì đi ra khỏi chốt. Đi ra khỏi chốt, khỏi luôn công sự luôn. Cách công sự 300 mét. Coi như mỗi anh coi như là dẫn từng anh một ra ngoài đó một ăn một gốc. Nhưng mà tôi thấy thường quá. Tôi bảo thì ngày đầu tiên là cho hai người gốc. Tại vì ngủ cả đêm ngoài đó mà. Thực tế là ngủ cả đêm ngoài đó. Thì coi như là mấy ông nữa là ngày tôi đến sáng mai thì tôi về tôi bảo là mấy ông bảo là nói thật với anh là bọn em không ngủ được. Không ngủ được. Coi chỉ cần nghe tiếng động nhỏ nhỏ bọn em cũng lại thức rồi. Cho nên không thể ngủ được. Mà ở đó là lứt đám thú rừng. Từ mùa đó bắt đầu hắn cháy cỏ. Cho nên cái cỏ lún phún lên đó, nó còn non nó lên. Con hoảng, con mến hay là con nai, con hưu gì đó là hắn ra ăn. Rồi hắn kêu hắn la ở ngoài cái trước mặt của chúng tôi ấy. Chứ là ngày hôm sau tôi quyết định cho mỗi ông mỗi hầm, mỗi ông mỗi công, mỗi gốc cây. Mỗi một gốc cây thì coi như là có mấy ông coi như là định mang võng theo. Ý là coi như là cái mang cái võng này để treo lên ngọn cây rồi bắt đầu là nằm ở trên đó. Nó không được. Thì bắt đầu là tôi bắt các ông, bắt các đồng chí phải mất khoảng cỡ đến gần 10 ngày. Gần 10 ngày. Thì tôi tạm dừng. Tạm dừng. Và coi như là cho các ông nữa coi như có các đồng chí nữa coi như là gọi là được tôi luyện một tí, được coi như là quen biết và dặn dày với cái chiến trường ở tại chỗ đó. Thì tôi lên tôi báo cáo với đại đội thì đại đội bảo thôi cho chúng nó nghỉ. Rồi thỉnh thoảng một tuần cho anh em ra một lần thôi. Giữ lấy sức khỏe tại vì chúng nó nhát mà hơn nữa không may nó ốm nó đau là khổ nó. Thì mình thấy cũng thấy hợp lý. Nhưng mà đến sau này theo chúng tôi nghĩ thì cái việc mà bọn tôi mà rèn luyện các đồng đội như thế thì có khả năng có nhiều người bố chúng tôi là ác. Nhưng tôi thấy thật với các bạn là không ác đâu. Mà đó là một cái chuyện thường tình đối với người lính. Còn chúng tôi nói thật chúng tôi là lính chiến, lính cũ đó. Thì đó đối với tôi rất chi là bình thường. Nó thật là rất bình thường nhưng đối với anh em tân binh là cái việc khó khăn đối với họ. Cho nên là từ đó thì đi thì từ cái chỗ tôi luyện cái tính tình là các đồng chí đó cũng bắt đầu là có ý thức trưởng thành và trưởng thành. Thì tôi kể cho các bạn nghe một cái cuộc bọn tôi đánh úp vào lính post. Hôm đó chúng tôi có nhiệm vụ là đi ra khỏi vòng của chốt chúng tôi ấy. Ra đó là mục đích là đi phục kích rồi đi nghe ngóng và truy tìm địch. Thì nghe ngóng và truy tìm địch đó, thì có chúng tôi ra được khoảng đi trong 3 ngày. Không nói được đi trong 3 ngày. Thì chúng tôi là thường thường là cứ đi vô đến gần cái chân núi đó. Thì từ chúng tôi chốt vào chân núi khoảng cỡ 8 đến 10 cây số. Mà tôi hay nằm đón lỏng đó. Tại vì địch thường thường hắn vào ban đêm hoặc ban ngày hoặc là ban tối. Cho nên bọn tôi phải có nhiệm vụ là ra đó theo dõi cái tình hình địch như thế nào. Thì trung đội đại đội trung đội hôm đó là hai trung đội chúng tôi đi, trung đội 3 và trung đội 2 chúng tôi đi, còn trung đội 1 ở nhà với một số đồng chí ở nhà, mỗi trung đội cắt cửa là 1-2 người và mang theo anh em tân binh để cho người ta quen biết, người ta dặn dày thêm. Thì cái đợt đó thì nói thật mà nói là có khoảng có 5 anh lính cũ thôi, còn một toàn bộ lính mới hết, rồi mang các ông đi để mà tập dược đó. Để diễn tập đó. Thì hôm đó tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Thì chúng tôi đang ở bờ khe thì có một cái việc đi đã, có một cái vụ đi đã. Hôm đó là coi như là chúng tôi đang ở bờ khe thì chúng tôi thấy một cái đường mòn. Thấy một cái đường mòn thì coi như là anh em là bàn bạc là khả năng để chết chia theo cái đường này. Thì chúng tôi bắt đầu đi men theo cái đường mòn mà tôi xuống cái suối, có một cái suối gì đó. Thì coi như ở trên cái đường mòn thì nhìn ngước lên thì có một cái con trăn. Con trăn phải đến 5-60 cân. Nằm bắt ngang qua cái bên trên cái ngọn cây của cái đường mòn đó. Đấy mà
ở giữa coi như là phát hắn nhìn lên thấy con Trâm đang nằm vắt ngang. Này vắt ngang. Thì phải nói là con Trâm đó là nếu như mà Trâm đó thì theo tôi nghĩ không phải Trâm đất. Mà Trâm đó như hiểu như ta gọi là Trâm gió. Hoặc là rắn hổ, hổ mây không ngủ gì đó. To lắm. Đấy. Mà nằm vắt ngang thì hắn nằm trên gọn cây luôn, nằm vắt ngang luôn cái đó. Đấy. Thì coi như là chúng tôi bắt đầu với giật lùi lại. Để lùi là định bắn. Nhưng mà cái nhiệm vụ chúng tôi là phải thật biết không được bắn. Không được bắn thì bắt đầu là mấy thằng hắn bị lùi ra thì mấy ông tân binh ấy, người Tiền Giang ấy, bắn nhanh chứ hơn ạ. Phải lập thịt. Rồi không được, không được. Tao chỉ cần nói thật với mày, nói thật với chúng mày là bắn là được. Nhưng không dám bắn. Tại vì khi đã lộ mục tiêu mà ở trong cách có 80 số mà. Thì ở phía trong người ta sẽ nghe chiếc súng. Mà không may một là người ta phản ứng bằng cối hoặc là hỗ trợ cho mình hoặc là người ta vận động ra đó. Không có cái gì đó, thì mình người chủ huy sẽ bị kỷ luật. Đó là nguyên tắc. Cho nên tôi bằng cách là không dám bắn. Thì bắt đầu là ra coi như là mỗi anh là coi chặt một đoạn cây dài 1 mét. Chặt ra chặt một đoạn cây dài 1 mét to cổ tay. To cổ tay. Mà coi như là bắt đầu là vây tròn lại, đập, chọc cho hắn lao xuống. Thì hắn lại lao xuống cái hộp khe, cái suối. Thì cái suối đó thì ở một bên là bờ vực hẳm, là cái đá ong á, vực hẳm. Đấy, cái vực hẳm thì coi như là bọn tôi bắt đầu là phục ở đó. Mà hắn lặn xuống nha. Hắn lao xuống, hắn lặn xuống, lặn xuống. Phải tầm khoảng đến 10-15 phút hắn lại nổi lên. Nổi lên bắt đầu là anh dập A-la-xô xuống đập. Thì nước hắn ngang ngược thôi. Đấy, nước ngang ngược thôi. Mà coi như là bọn tôi coi như là vây mãi, cứ bắt đầu cứ góc đầu lên cái bờ hắn cứ góc đầu lên cái bờ đó, để cái bờ hẳm đó, là bắt đầu anh em xông cả luôn lại đập. Mà hôm đó chúng tôi đập được con Trâm đó. Mà con Trâm đó thì như các ông ở miền Tây hắn gọi là rắn hổ mây, nhưng các ông ở miền núi phía Bắc thì gọi là Trâm gió. Còn Trâm thì tôi cũng không thuộc lắm, nó chính xác đó. Thì hôm đó chúng tôi coi như là ở đó bắt đầu là cho anh em cảnh giới, bắt đầu chặt ra, chặt khúc ra nó bắt đầu bỏ nấu ăn. Nhưng nói thật là thịt Trâm đó, thì đúng là hôm đó tôi được ăn thật. Coi hắn nó nói thì thịt nó xấu. Lột ra bắt đầu chặt mỗi thằng mỗi khúc nó bắt đầu về lột, nó bắt đầu bỏ vô. Không có cái gì nấu cả, chỉ ngoài luộc, nó bắt đầu xé ra, để chấm muối cay nhạt. Đúng thật thì như vậy. Thì chúng tôi ở đó thì đến sáng mai thì chúng tôi bắt đầu là đi tìm. Tìm dấu vết rồi tìm địch, tại vì địch liên tục đánh vô mà. Nhưng mà hắn đánh tốt nhỏ thôi, hắn cũng không đánh lớn đâu. Thì hôm đó thì coi như là bắt đầu là tôi cách đội địa hình là tầm khoảng đến 7 cái số. Tầm khoảng 7 cái số. Hôm đó là hơi xa, nó chính xác là hơi xa. Thì chúng tôi bắt đầu nghe tiếng nổ phía trong. Nghe đạn B, bắt đầu B, hắn bắn B vào đơn vị mình. Cả đồng đồng và cả tiếng nổ. Mà hắn bắn cũng khá khá cái đội hình của hắn tầm khoảng đến 10-15 thằng đó. Nhắm vào đánh đúng đội hình của đại bà tôi. Đấy. Bắt đầu là chúng tôi cả trung 1, trung 2 bắt đầu tổ chức mỗi một trung đội làm 3 người, bắt đầu chia mỗi một cứ đó phóng thẳng về đơn vị luôn. Ngắm thẳng tiếng nổ. Nhưng mà địch chân hắn bắn á thì có 15 20 phút là rút. Cho nên mình 7 cái số mình rút không kịp. Đấy, rút không kịp. Thì hôm đó chúng tôi bắt đầu vận động vào. Vận động vào thì coi như là địch chân bắt đầu hắn cũng chạy ra. Nhưng mà hắn cách đội hình tập kích của mình là tầm khoảng 2 cái số rồi. Bọn tôi phát hiện được. Phát hiện được cái tốt mong phù hắn tập kích. Đấy, tại vì bọn tôi thì đi vào mà địch hắn đi ra. Đang rút ra mà hắn xếp hắn đi thành hàng một luôn. Mặc một quần áo xanh coi như ra bên đi nào hoàng. Đấy. Thì ra thì coi như là ra là bọn hỏa lực á. Là hắn bắn hết mẹ hỏa lực đi rồi. Đấy, mà bọn tôi khi tôi phát hiện được địch á phải tầm khoảng đến 700-800 mét đấy, cũng xa xa đó thì tiếp tục lại coi như là hắn đi bên cái kẻ núi bên kẻ suối bên đây thì bọn tôi ở kẻ núi bọn tôi phát hiện được cũng may là hắn chưa phát hiện được mình hắn ra địa biển nó tốt mẹ mất xong là bọn tôi bắt đầu tiếp tục chạy theo lùa theo phải bằng giá nào phải lùa theo tại vì tôi khẳng định là địch hắn có đánh thả mình hắn cũng không bằng mình được tại mình đang còn có lực mà. Bắt đầu tôi lùa và tôi áp sát thì hắn cũng chủ quan, nói chung là địch chân chủ quan. Hôm nay chủ quan thì mới đánh xong rồi, không có thằng nào đuổi hết, mỗi bữa hắn cũng như nước cả. Không ngờ là tôi bám chân, gọi là bám chân theo.
Tôi nói là hôm đó tôi bám phải tầm khoảng 1 tiếng rưỡi thì chỉ tiếp cận được gần hắn được. Hôm đó là coi như hắn xuống suối, hắn dừng chân lại, hắn dừng chân để hắn nghỉ ngơi. Đấy, hắn dừng chân nghỉ ngơi thì hôm đó tầm khoảng đến 15-16 tầm phút. Thì bắt đầu là bọn tôi lùa theo thì coi như hắn xuống đó thì hắn không biết mình theo chân chúng nó. Đến nơi bắt đầu là bọn ba mũi bọn tôi ấp vào đánh. Thì coi như bọn tôi áp vào toán hình như là ba đồng chí bắn bên 10 là đều phát hỏa đầu tiên, bắn trúng luôn. Thì coi như là hôm đó chúng tôi diệt tầm khoảng 2 phần 3 địch, nhưng mà còn lại là hắn cũng phân bón chạy được, thằng bị thương nhẹ vẫn chạy được. Đấy, diệt tầm khoảng 7-8 thằng, 8-9 thằng như vậy. Đấy, diệt gọn tại chỗ luôn. Bắt đầu bọn tôi truy theo thì bắn được 1-2 thằng thôi. Tại vì địch nói như khi đó hắn cũng lạnh lắm, hắn đâu trong rừng mà. Cho nên là mình hắn chỉ cần hắn hắn chỉ cần loáng một cái là hắn biến mất. Mà khi đó là chiều tối rồi, khi đó là khoảng gần 5 rưỡi rồi. Mà nhưng mà may khi đó là ở chúng tôi khi đó là đang mùa khô cho nên 5 rưỡi đang hơi sáng thế. Nhưng mà nếu là mùa mùa tây là không thấy người đâu. Bắt đầu bọn tôi thu hồi chiến trường vũ khí mang về, ba lô ba lũng là nát sạch, tại vì thấp nhất cũng 10 thằng phải dính tầm khoảng cỡ nửa băng đạn. Tại vì khi bắn hỏa lực địch chân bị xương hắn chết là anh em là bắn găm bắn gần bắn bắn bồi, cho nên là quần áo nát bét hết, mà máu me là hắn lang láng hết, cho nên anh em không không lấy cái gì hết, mà ngoài ra lấy vũ khí với súng đạn với lựu đạn các tinh tinh gọi là cái đồ của hắn thôi. Thì chúng tôi bắt đầu về thì 5 rưỡi rồi, thì lại ở đường sau cái bộ phận coi như trong chốt thì coi như lại vận động, nghe tiếng súng vận động ra. Vận động ra thì coi như là lại cũng may là chúng tôi khi đó là bọn tôi phát hiện được, chứ bọn tôi mà không phát hiện không lại đánh nhau không nói được cũng may luôn á. Tại vì ra đến nơi là chậm trọn tối, coi như là mắt khi gặp nhau cái là không thấy nhau nữa, không thấy nhau nữa. Thế là tôi với tôi thì nói thật là tôi hay to mồm lắm, tôi cũng chả nể mấy ông thôi, tại vì mấy ông đại trưởng với mấy ông đó là coi như là cũng như bạn thôi. Tôi bảo chúng mày ra đây làm gì, mà tao làm xong tao diệt xong. Như là về về coi như là phải đến tầm đến 7 giờ tối mới mò về được đến nhà đó. Về đến nhà là hôm sau là tiểu đoàn coi như là quyết định, hôm đó là coi như là quyết định coi như là liên hoan. Liên hoan thì tiểu đoàn bảo là chúng tao là không có cái gì ở ngoài cá khô với thịt hộp ngoài cá khô thịt hộp. Thế nên là hôm đó là nói thật mà nói là chúng tôi ra đó bước đầu tiên bọn tôi diệt được khoảng 8 thêm trên trên tốt, mà cũng là đó là một cái khí thế cho anh em tân binh. Mà chúng tôi cũng coi như là đợt đó ra Còn là toàn thắng. Toàn thắng. Mà nói thật với các bạn là ở vùng đó được địch chân đánh ít hơn, thế là hắn không có hỏa lực cầm cày mà chỉ vào tập kích thôi. Tại vì hắn không đủ sức, tại vì hắn xa quá rồi, bọn tôi nằm ở ngoài vườn xoài.